Xin chào các bạn, hôm nay mình nhận được một gói quà, gọi là mang tính chất là một gói quà của một người khách khách ở trên kênh YouTube của mình nhé. Đấy, bạn ấy tận trong Pleiku thì khi bạn ấy nhờ mình mua khoai giống hộ, ấy, mua từ giống hộ xong bắt đầu trong cái lúc mà mình đang bị ốm. Thế thì bạn mới bảo là em ơi, trong chỗ anh là anh thấy người ta hay dùng cái cây cỏ máu để coi như là cho những người dùng phụ nữ sau khi sinh này, người mới ốm dậy này, người chán ăn gầy mòn, kém ăn kém ngủ và những cái người ốm đấy thì dùng rất là tốt. Thì mình mới bảo là chỗ mình không có cái cây này mà mình không biết gì về cây này. Thế anh ấy bảo là được rồi, thế thì để anh sẽ gửi cho em một ít, thế và mình cho địa chỉ, xong rồi cuối cùng thì anh ấy cho địa chỉ đây, số điện thoại của mình này 0898717146 là anh ấy đã gửi cho mình qua đường bưu điện và hôm nay mình nhận được và mình bóc ra đây, và đây là sản phẩm anh ấy gửi cho mình 4 khúc. Thế bây giờ mình sẽ mang đi mình rửa và mình băm xong để mình sử dụng nhá. Nhưng đây thì em cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều. Đấy, cũng chỉ vì em là chủ kênh YouTube, anh là một khách hàng. Thế mà bây giờ cái này gọi là món quà vô giá anh đã gửi cho em. Thì em cũng xin cảm ơn. Nhân đây em xin chúc anh cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bây giờ em mang đi để em rửa. Trước khi băm mình cho ra mình rửa cho sạch các bạn ạ. Bởi vì cây này nó ở rừng nguyên sinh, anh ấy cũng mua hộ ấy và chắc là mình cầm thấy nó có cái bụi bụi ra tay mình rửa. Băm nhỏ nó ra, xong rồi cho vào đun nước. Nghĩa là từ quê nhà anh ấy gửi ra đây là cách 5 ngày. Gửi máy bay nhưng mà 5 ngày mới ra được đến nơi. Thế khi cái cây này còn tươi nguyên á thì là chặt ra là nó sẽ chảy ra cái nhựa đỏ như màu máu. Thế nhưng mà để cách đây 5 ngày rồi, nó cũng héo rồi. Máu đông rồi. Máu đông. Đông rồi. Anh khách yêu quý, em sẽ uống hết cái món này xong rồi em sẽ khỏe. Em lại tiếp tục coi như là làm YouTube để chia sẻ và phục vụ cho tất cả các quý khán giả. Hôm có một bạn xem cái video cách chia sẻ chữa ngứa. Bạn ấy bảo là em đang ngứa thì em mở video của chị ra, xong rồi là em ra em lấy lá trầu không em sát để em đỡ ngứa hẳn, xong rồi em lại lấy lá chuối khỏi như một thuốc thần. Giá như chị ở đây mà ở gần đây thì em mời chị một bữa để cảm ơn. Trong cuộc sống này rất cần những người như chị. Cảm ơn ý như thế. Và có nhiều bạn cảm ơn và nói những cái câu gọi là động viên tinh thần YouTuber rất là không có một cái giá trị đồng tiền nào có thể thay thế được. Làm YouTuber thì nó vui ở chỗ đó đấy các bạn ạ. Đấy. Một người cách nhau hàng mấy nghìn cây số chứ không phải ít đâu. Nhưng mà đương nhiên gửi quà tặng cho này, anh còn cho luôn cả tiền ship luôn, shipper mang đến rồi. Có phải trả tiền gì không và không ạ? Đầu kia là thanh toán hết rồi. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Vì em mình ốm nên là mình không băm được, chân yếu tay mềm không băm được. Nhờ bác hàng xóm tốt bụng bác ấy băm hộ, xong bắt đầu bây giờ bỏ ra phơi. Phơi xong thì là mình mới cho vào
để dùng dần. Đấy. Khổ thế đấy. Người phụ nữ đã sở dĩ đã chân yếu tay mềm rồi, thế lại còn ốm đau bệnh tật nữa, thế nên là nói chả nên hơi các bạn ạ. À, khổ lắm đây, chán không buồn ăn mà người nó mệt dại ra thế này này. Khách gọi điện đến xong rồi nhìn thấy thế là khách mới mua cho đây. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Em chào anh nhá. Vâng ạ. À, dạ vâng ạ, em sẽ khỏe lên thì em lại làm tiếp tục, em làm YouTube. Ông hàng xóm tốt bụng đã về. Và bây giờ là mình đi phơi. Phơi cho khô. Cây này cũng cứng các bạn ạ, chứ không phải mềm đâu. Nói chuyện thì ông bảo máy thì không có, thì ông mang dao mang thớt cho ông ấy băm hộ. Xong rồi là bây giờ trời nắng là mình mang mình phơi. Đấy các bạn ạ, mình đã phơi. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Mình thì mình chẳng giúp được nhiều cho ai đâu. Thế nhưng mà để mà nói mình làm cái YouTube này thì mình cũng chia sẻ tất cả mọi kiến thức nhà nông mình có và những cái kinh nghiệm của mình có. Thường bình thường ấy thì người dạy nhau thì cũng hạn chế. Như mình đây thì mình làm lên đây, thứ nhất là mình cũng lưu lại là một cái kỷ niệm, thứ hai nữa là mình chia sẻ lên thì ai có muốn học cái kiến thức của nhà nông hay muốn học cái gì thì nghĩa là mình hiểu biết đến đâu mình chia sẻ đến đó các bạn ạ. Thế xong rồi cuối cùng là mình vui nhất là được những cái câu cảm ơn của khách và được những cái sự quan tâm của khách như thế này thì đúng là không có một cái để mà nói cái giá trị nó thì không thể nói được bằng tiền các bạn ạ. Không thể nói được bằng tiền. Và cái giá trị, một cái giá trị vô giá luôn á. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Khâm rất nhiều. Anh tên là anh Khâm. Anh ở tận Pleiku ha.